Xin chào bạn, trên tay mình đang là cái chiếc Samsung Galaxy M62, một cái sản phẩm được bán độc quyền tại hệ thống Lazada. Và cái sản phẩm này mình mua trong cái đợt Black Sale với mức giá là 8 triệu 990 ngàn. Và cái giá hiện tại của nó đã lên lại cái mức 9 triệu 990 ngàn nha các bạn. Cái link mua hàng mình cũng ghi bên dưới video clip này luôn. Các bạn nào quan tâm thì có thể nhấn vào để tham khảo và đặt mua nha. Và do mình mua cái điện thoại này với mức giá chỉ 8 triệu 990 ngàn, do đó mình sẽ coi như nó là một cái sản phẩm có mức giá dưới 9 triệu nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn mở hộp và trên tay cái sản phẩm Samsung Galaxy M62 này để xem coi là với cái tầm giá dưới 9 triệu thì mình sẽ có những gì nha các bạn. Nào, cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên là mình sẽ xem xét bên trong cái hộp này nó sẽ có những cái phụ kiện gì nha các bạn. Rồi, mình sẽ mở cái hộp ra. Ở bên trên cái hộp á, thì mình sẽ có một cái hộp nhỏ nữa nè. Trong cái hộp nhỏ này thì rất tiếc là nó không có cái ốp nhựa dẻo trong suốt nha các bạn. Chỉ có sách hướng dẫn sử dụng thôi. Và một cái que chọc sim. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái củ sạc. Một củ sạc màu trắng. Thiết kế rất là xinh xắn. Và công suất sạc của nó là 25W. Và là một cái củ sạc nhanh. Sau cùng là một cái sợi cáp. Và cáp này là cáp chuẩn Type C to Type C. Rồi, quay trở lại với cái chiếc Samsung Galaxy M62. Và đây là cái phần mặt lưng của sản phẩm các bạn. Cái mặt lưng này nó làm cho mình liên tưởng đến cái con iPhone 12 Pro Max. Và đây, mình sẽ show cho các bạn xem thử. Nói chung thì nó chỉ na ná nhau thôi các bạn, chứ không phải là nó giống hoàn toàn nha. Về chất liệu thiết kế thì cái mặt lưng này được hoàn thiện bằng nhựa và là cái dạng nhựa giả kính. Do đó nó sẽ bám mồ hôi và giống bàn tay nha các bạn. Khi mình chạm vào nè, các bạn thấy không? Có những cái dấu vân tay bắt đầu nó bám vào đây nè. Và cái mặt lưng thì mình thấy nó thiết kế cũng rất là đẹp mắt nha các bạn. Tức là cái phần trên đây là nó là những cái sọc màu xanh và màu trắng nó xen kẽ với nhau nè. Nó nhìn cảm giác nó rất là ma mị, rất là huyền bí. Và ở phần dưới này thì nó sẽ có một cái màu bạc xanh từ từ nó sẽ nhạt thành bạc hoặc là bạc nó sẽ đậm dần lên xanh. Nói chung một cái màu sắc nhìn nó rất là trẻ trung, rất là năng động. Cái sản phẩm này mình nghĩ Samsung họ sẽ nhắm vào cái đối tượng là cái giới trẻ, giới học sinh sinh viên và đặc biệt là giới game thủ. Tiếp theo thì mình sẽ xem xét cái phần khung viền. Phần khung viền của Samsung Galaxy M62 được hoàn thiện bằng nhựa luôn. Và nó cũng có những cái hiệu ứng màu sắc giống như cái phần mặt lưng bạn. Do đó nhìn nó sẽ liền mạch. Và ở cạnh phải thì mình sẽ có một cái nút nguồn. Nút nguồn này kim luôn là cái cảm biến vân tay. Và nút tăng giảm âm lượng. Ở phần đỉnh thì mình sẽ có một cái mic. Ở cạnh trái á, thì mình sẽ có một cái cây sim. Và cạnh dưới thì mình sẽ có một cái lo ngoài, một cái mic, một cái lỗ tai si và một cái lỗ cắm tai nghe 3.5. Samsung Galaxy M62 được trang bị một cái cây sim gồm có hai khe cắm nano sim. Và ở mặt bên đây các bạn sẽ có một cái khe cắm thanh gió mở rộng luôn. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo mình sẽ xem xét cái phần màn hình của cái chiếc Samsung Galaxy M62. Galaxy M62 được trang bị một cái màn hình mà Samsung họ gọi là cái màn hình vô cực Infinity O. Tức là các bạn sẽ có một cái nút ruồi ở đây. Nút ruồi này chính là cái camera selfie nha các bạn. Và cái camera selfie này nó có độ phân giải là 32 megapixel. Màn hình của Samsung Galaxy M62 được trang bị cái tấm nền Super AMOLED Plus. Độ phân giải của nó là Full HD cộng. Tuy nhiên thì cái độ sáng của nó chỉ dừng lại ở mức là 420 nits thôi các bạn. Nhưng mà thực tế sử dụng á, mình thấy nó rất là sáng nha các bạn. Mình không biết lý do tại sao, có thể là do cái tấm nền Super AMOLED Plus nó có cái độ sáng tốt hay chăng. Nhưng mà 420 nits mà mình nhìn ở ngoài trời nó rất là tuyệt vời luôn. Nói chung về cái trải nghiệm màn hình thì Samsung Galaxy M62 rất là tuyệt vời. Màn hình này mình không có chê điểm nào cả. Đặc biệt là nó lại trang bị cho một cái điện thoại có tầm giá chưa tới 9 triệu. Chỉ hơi tiếc là màn hình này nó không hỗ trợ cái tần số quét cao thôi. Nếu mà nó hỗ trợ tần số quét 90Hz hay là 120Hz nữa thì càng tuyệt vời luôn. Về cái cấu hình phần cứng thì Samsung Galaxy M62 được trang bị một con chip. Một con chip này mà trước đây Samsung họ đã trang bị trên những cái dòng flagship của họ. Như là Samsung Galaxy Note 10 nè, Note 10 Plus nè. Đó là con chip Exynos 9825. Một con chip được sản xuất trên cái tiến trình 7 nanomet. Và điểm đặc biệt nữa là cái chiếc Samsung Galaxy M62 này được bán trên Lazada. Nó có dung lượng RAM là 8GB. Bộ nhớ trong lên đến 256GB. Cho phép các bạn tha hồ lưu trữ. Tiếp theo sẽ là cái phần trải nghiệm âm thanh. Mình sẽ mở cho các bạn nghe thử một bài nhạc nha. We wish you a Merry Christmas. We wish you a...
Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Theo đánh giá của mình thì chất lượng âm thanh trên cái chiếc Samsung Galaxy M62 nó ở cái mức là nghe ổn. Tiếp theo là về cái cụm camera sau thì cái chất lượng chụp ảnh trên cái chiếc Samsung Galaxy M62 này mình thấy nó rất là tốt luôn các bạn. Bởi vì nó được trang bị một cái cụm gồm có 4 camera, trong đó camera chính có độ phân giải là 64 megapixel, một cái camera góc siêu rộng có độ phân giải là 12 megapixel, một cái camera chụp macro có độ phân giải là 5 megapixel và một cái camera đo độ sâu hay là chụp sóng phông đó, cái độ phân giải cũng là 5 megapixel luôn. Và cái chất lượng ảnh chụp thực tế mình thấy nó rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ mở cái giao diện chụp ảnh trên cái chiếc Samsung Galaxy M62 cho các bạn xem nha. Đây mình sẽ có các góc chụp, ví dụ cái góc 1x nè, là góc bình thường nè. Và đây là chất lượng ảnh chụp nè các bạn. Hình ảnh đồ rất là chi tiết, màu sắc rất là bắt mắt. Và đây là cái zoom 2x nè. Đó. Tự nhiên mình thấy nó chụp thì cái kết quả nó hơi lâu tí xíu nha các bạn. Và đây là góc rộng 0.5x. Đó, cái kết quả trả ảnh nó hơi lâu một tí, mất khoảng 2-3 giây. Rồi, tiếp đó thì mình sẽ có camera selfie. Chụp xem. Rất là ngon lành. Samsung thì các bạn chỉ cần đưa tay lên là tự động nó sẽ chụp. Đây. Chất lượng cũng ngon lành luôn. Và tiếp theo thì mình sẽ có các chế độ chụp một chạm nè. Rồi cái chế độ này ai cũng biết rồi. Quay video thì nó cho phép các bạn quay video tối đa độ phân giải là 4K và tỷ lệ khung hình là 30 khung hình trên giây. Bên cạnh đó thì mình sẽ có các chế độ khác nè, chế độ vẽ tay AR, chế độ chuyên nghiệp, chế độ toàn cảnh, chế độ ban đêm, chế độ chân dung, vân vân. Nói chung là nó cũng giống như trên các thế hệ Samsung khác thôi, nó không có gì khác biệt. Sẽ là một thiếu sót rất là lớn nếu mà mình không nói đến dung lượng pin trên cái chiếc Samsung Galaxy M62. Rõ ràng đây là một cái thiết bị có một cái dung pin rất là khủng các bạn, 7000 mAh, kèm theo đó là một cái củ sạc nhanh có công suất là 25W. Bên cạnh đó thì cái chiếc Samsung Galaxy M62 này nó cũng có tính năng sạc ngược nha các bạn. Tức là các bạn có thể cắm cáp vào đây và nó sẽ sạc ngược lại cho các thiết bị khác. Rất là ngon lành. Sau cùng, để đánh giá về cái hiệu năng hoạt động thì mình đã thử dùng cái phần mềm AnTuTu Max phiên bản 9.0.10 và nó cho số điểm là 366.054 điểm. Một số điểm mà mình thấy nó thấp hơn so với Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus. Đây là cái điểm số chi tiết nè các bạn. Đó. Và đây là cái thông tin thiết bị mà nó nhận được, đó chính là Samsung Galaxy M62 luôn nè. Chip xử lý là Exynos 9825 luôn nè. Đồ họa là Mali G76 nè. Độ phân giải là Full HD cộng vân vân. Rồi, vừa rồi mình đã vừa cùng với các bạn mở hộp và trên tay cái sản phẩm Samsung Galaxy M62. Và theo đánh giá của cá nhân mình, đây là một cái sản phẩm rất đáng để các bạn quan tâm. Đầu tiên là cái thiết kế của nó. Thiết kế của nó mang cái phong cách trẻ trung và hiện đại, và một cái thiết kế cũng rất là bắt mắt. Đặc biệt là cái mặt lưng nữa các bạn. Mình không biết màu đen sao chứ mà màu xanh thì nhìn nó khá là đẹp nè. Và cái máy thì nó hơi dày một tí, lý do là viên pin của nó có dung lượng là 7000 mAh. Tiếp đó thì mình sẽ có một cái màn hình với tấm nền là Super AMOLED Plus, độ phân giải là Full HD cộng, kích thước 6.7 inch, và cái chất lượng hiển thị thì tuyệt vời. Và sau cùng là cái hiệu năng hoạt động, do Samsung Galaxy M62 được trang bị một con chip vốn được Samsung trang bị trên những cái dòng flagship đời trước, ví dụ như là Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus, thì rõ ràng đây là một sản phẩm có hiệu năng cũng khá là tốt luôn. Chỉ một cái điểm mình hơi tiếc trên cái chiếc Samsung Galaxy M62 này, đó chính là Samsung họ không trang bị một cái ốp nhựa dẻo để bảo vệ cái mặt lưng và cạnh viền, cũng như là họ không có dán sẵn một cái miếng siêu để bảo vệ màn hình đó bạn. Nếu mà họ làm được hai điều này thì rất là thuận lợi cho người dùng, họ chỉ việc mua về xài thôi, không cần phải quan tâm cái việc là phải đi dán màn hình hay là phải đi kiếm cái phụ kiện ốp lưng cho cái sản phẩm. Rồi,
Theo các bạn thì cái sản phẩm này nó có đáng mua hay không? Hãy comment bên dưới cho mình và các bạn khác cùng biết nha. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.